hướng dẫn thay pin Sapphire 4, model là A1724 nha mọi người. Đây là pin zin chính hãng của đối tác thứ ba Sapphire sản xuất, rất là chất lượng. Xin chào 500 anh em, hôm nay đầu tuần mình sẽ làm một cái video là thay pin Sapphire 4, nhanh chóng chuyên nghiệp lấy liền tại Hồng Vũ Center. Các bạn xem ha, pin này nó phù, rất là phù rồi. Nãy mình hình ra một phần luôn. Thì mình sẽ là tiến hành mình tách cái màn hình ra, mình sẽ thay pin nó. Đây mình sẽ dùng cái dung dịch là chất xúc tác là benzen cộng với lại cái lá bài cũng được, hay là cái thẻ nào nó cứng cứng là được. Thì các bạn chỉ việc là khò rồi tháo rời cái màn hình ra. Sau khi tháo rời màn hình ra thì đối với Sapphire 4 là các bạn phải tháo main đó. Tháo main ra hết luôn, tháo main ốc này kia hết luôn, rồi sẽ tháo pin cũ, thay pin mới vào và gắn main. Mời mọi người xem quy trình rất là chuẩn, nhanh gọn, chuyên nghiệp tại Hồng Vũ Center ha. Đây mình tháo cái pin Pro 4 này. Thì các bạn xem video mình thay pin Pro 4 thì các bạn có thể thay được pin Pro 5, Pro 6, Pro 7, Pro 8, Pro 9 luôn. Nói chung quy trình như nhau. Có thằng Pro 3 thì nó hơi giòn, nó hơi khó một xíu ha. Đây là Pro 4 này. Ok, bây giờ mình sẽ tháo. Đây, tháo ra ha. Đó mọi người thấy không? Nó phù ghê không? Cái tay mình chỉ đó, hai cái pin nó bóng lên luôn, nó phù, nó ưỡng lên luôn. Giờ mình sẽ rạch cái màn hình ra. Ok, hai cục pin phù. Rồi tiếp theo mình sẽ tháo keo ra hết. Tháo keo. Rồi mình tháo main. Này kia tháo main hết. Tháo siêu, tháo main. Mọi người xem ha. Cứ từ từ xem mình làm từng bước một. Đây, tháo tải nhiệt. Đó, tháo từng món một. Các bạn nhớ nha, ốc chúng ta tháo ra như thế nào thì xíu chúng ta gắn lại như vậy thôi. Đây, tải nhiệt nó đây, tải nhiệt chú quạt luôn. Một máy số máy Sapphire 4 nó cũng ưa hư quạt hư tải nhiệt lắm. Nó kêu róc róc ruột ruột, nó chạy nóng. Trong trường hợp này là thư pin, phù pin. Thấy pin phù ghê ha mọi người ha, nhìn là thấy được. Sapphire 4 thì nó cũng có tuổi rồi, tới thời điểm này thì thời điểm này là 2023 thì nó hư pin là chuyện bình thường, không có gì hết. Nó tới tuổi mà mình phải thay pin mới thôi. Thì nếu máy nào mà không chưa thay pin thì nó xài chắc dưới 2 tiếng hoặc có thể hơn 1 tiếng thôi. Tất cả như thời điểm này đều phải bảo trì pin hết. Đây, pin phù thì thay pin. Ốc khá nhiều hơn nha mọi người. Mình xem mình tháo. Mình thuộc hết rồi nên xíu mình gắn dễ lắm. Các bạn nào mà mới làm lần đầu thì nên đặt vị trí nào ra vị trí đó. Còn mình thuộc rồi thì làm nhẹ nhàng thôi. Đây, đó, mình Sapphire 4 bỏ qua bên luôn. Tiếp theo dùng dung dịch benzen tiếp tục dùng cái thiết bị tháo rồi pin cũ nó ra. Các bạn nếu mà pin nó mà không có bị phù thì các bạn tháo cẩn thận để chúng ta tận dụng lại pin. Còn nếu nó phù thì cứ tháo từ từ. Mình thì mình tháo từ từ thôi, cũng không còn nhanh lắm, không chậm lắm. 120 quen thôi. Đây, đặt cục pin mới. Mình đặt vào và lưu ý là mình dùng cái thẻ, các bạn thấy thẻ xanh xanh không? Cái miếng cặp visit đó, mình cách ly pin đó. Cách ly pin để sau khi mình gắn màn hình đồ này kia hết, mình test. Rồi mình rút pin ra, chứ tránh trường hợp là còn pin thì các bạn gắn bị ngồi vi nó chạm đó. Lưu ý vấn đề này. Nhiều người không biết là chạm chết IO nhiều lắm nha mọi người. Đây mình thì làm chuyên nghiệp, kinh nghiệm lâu năm rồi. Sau khi thay xong thì các bạn test full chức năng. Test bàn phím, màn hình, rồi test lo, âm thanh, wifi, bluetooth, camera, vân vân. Nói chung là test full chức năng đó. Để tránh trường hợp phát sinh ABC, khách hàng không có đồng ý cái chuyện phát sinh ABC đâu. Đầu tiên là trước khi thay pin mình đã test cẩn thận rồi, thì sau khi thay pin thì vẫn test lại full chức năng cho khách hàng. Tránh trường hợp là phát sinh này kia thì không hợp lý. Nên mình làm là rất là chuẩn, quy trình chuyên nghiệp. Chúc các bạn xem video và có thể thay pin được Sapphire 4 một cách chuyên nghiệp như mình.